tôi nói với mọi người là tôi học Đông Phương học chuyên ngành Nhật Bản học. Ba mẹ nghĩ, bạn bè nghĩ, ok tôi ổn. Sự khác nhau giữa trước khi học và sau khi học. Trước khi học. Sau khi học. Nhưng đằng sau sự khó khăn ấy là. Mọi người, em tên là Lê Phạm Huyền My. Hiện em đang học lớp K25 Đông Phương T2 và em đang là sinh viên năm 3 của Đại học Văn Lang. Tụi em bị học quá là nhiều từ vựng và sau đó tụi em không biết áp dụng. Là tụi em học rất là nhiều nhưng tụi em lại không hiểu bao nhiêu và tụi em áp dụng sai về văn nói và cả văn viết, và tụi em không biết áp dụng ngữ pháp nào cho đúng, câu nào cho nó đúng và làm cách nào cho nó đúng với người Trung Quốc, và rất là ngại mở lòng để hỏi những cái câu hỏi đó. Và thêm một điều nữa là sợ quê và sợ xấu hổ trước mặt bạn bè khi mà mình hỏi một cái câu hỏi mà rất là ngộ nghĩnh, mà trong khi đó các bạn đã biết nhưng mình lại không, lại có thêm một cái sự mặc cảm về việc học ngoại ngữ. Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Ngọc Hiên, là sinh viên khóa 23 chuyên ngành Hàn Quốc học. Khi mà mình chọn học chuyên ngành này á, tại vì xung quanh đều nói là học tiếng Hàn thực sự rất là dễ, chỉ cần học mỗi ngôn ngữ mà thôi, mà không cần phải học qua toán bao cấp, kinh tế vi mô và vi mô. Nhưng mà trên thực tế học tiếng Hàn nó thực sự rất là khó. Ông đuôi câu bị đảo ngược hoàn toàn so với tiếng Việt của mình. Chẳng hạn như là tiếng Hàn động từ sẽ nằm ở phía đuôi câu, còn tiếng Việt á sẽ nằm ở phía sau chủ ngữ. Chính vì vậy á, người Việt mình học tiếng Hàn sẽ gặp rất là khó khăn trong thời gian đầu. Và tiếng Hàn thực sự rất là tỉ mỉ, phân chia theo nhiều tình huống, đòi hỏi người học cần phải nắm bắt một cách chính xác ngữ cảnh, những điều mà mình muốn hỏi hoặc là nghe như thế nào đó, sử dụng cấu trúc cho phù hợp để trả lời. Từ vựng tiếng Hàn rất là nhiều chủng loại, có một hệ thống từ vựng tiếng Hán, từ vựng tiếng Anh khá là đa dạng và được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Khi mà bạn giao tiếp với người Hàn Quốc, nếu mà bạn phát âm sai á, sẽ khiến cho người Hàn không hiểu bạn nói gì và ngược lại bạn sẽ không hiểu những gì mà họ nói. Chính vì thế chúng ta cần phải luyện tập cách phát âm của mình qua phim ảnh và kết bạn giao tiếp giao lưu với những người Hàn để hoàn thiện cách phát âm của mình hơn nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Uyên, mình đến từ K26 Đông Phương học N2 khoa xã hội và nhân văn trường Đại học Văn Lang. Hiện tại mình đang học ngành Đông Phương học chuyên ngành Nhật Bản. Tiếng Nhật nó cũng giống như tiếng Anh vậy, luôn luôn cần trau dồi những kỹ năng như nghe, nói, đọc và viết. Thì lúc nào mình cũng có gặp khó khăn trong việc lắng nghe. Và tiếng Nhật nó cũng rất là dễ thương, nên là mỗi lần mình nghe nó sẽ có những âm tiết, nốt âm rất là khác biệt. Cũng là một cơ hội để giúp mình phải chăm chỉ coi phim, nghe nhạc hơn về tiếng Nhật đấy. Mình còn học các môn đại cương như là triết học Mác-Lênin, văn minh phương Đông, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa khoa học hay là tư duy phản biện. Các môn này là các môn mình thường được học cùng các bạn ngành khác. Vì thế nên Trung Quốc là một trong những kỹ năng cần có dù bạn đang học đại học hay là đang đi làm. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn hơn khi bạn ra đời. Không vì mình đang học tiếng Nhật mà mình luôn bỏ bản thân vào một cái khuôn. Mình lúc nào cũng nhiệt tình và tham gia vào các chương trình do khoa tổ chức, ví dụ đến hình như hai chương trình chào đón tân sinh viên và chương trình thiên điểu. Nhờ hai chương trình này mình đã kết giao được rất là nhiều bạn bè, có những trải nghiệm rất là thú vị. Mong rằng những ý kiến của mình đã giúp các bạn hơn trong việc lựa chọn các ngành nghề. Xin chào và hẹn gặp lại. Học tiếng Nhật thì rất là khó, nhưng mà bù lại mình gặp rất là nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ mới. Và đặc biệt thầy cô giáo viên rất là yêu thương học sinh, giúp đỡ học sinh rất là nhiều. Vì vậy, nếu có niềm đam mê với ngôn ngữ Nhật, văn hóa Nhật Bản thì đến với Đông Phương học chuyên ngành Nhật Bản học của trường đại học. Văn ơi!